Chưa có một lần hỏi bề trên, hỏi chứ sao Phật tử khó mà nói cho họ hiểu á. Cái trên mới giải thích sư phụ, cả đạo Phật 2700 năm nay, cả đạo Chúa 2000 mấy mà họ vẫn còn đấu đá trong nội bộ lẫn nhau. Huống hồ ở đạo Thiên Tâm mới thượng đế thì làm sao mà họ ấy được. Cho nên những cái như coi như mùa lúa này mình thất thu đi, cài bỏ trồng mùa lúa mới, nhưng mà từ từ á người ta sẽ hiểu. Thì lúc đó đó nó sẽ có một ngày chư thiên và chư vị Bồ Tát sẽ hạ phàm, sẽ làm cho tất cả nhân loại sẽ hòa đồng lại hết, nhưng mà nhờ cái dấu hiệu này. Còn bây giờ á thì mấy vị nó khó lắm, giống như đứa con của mình cho nó học môn toán thì nó giỏi, nó dở về văn, mình cho nó học kỹ sư thì nó dở về dược vậy đó, miễn hiền là được rồi.